Luận Đại Trí Độ, quyển 92. Phẩm thứ 82, Tịnh Phật Quốc Độ, Thanh Tịnh Cõi Phật. Kinh: Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng Bồ Tát hạnh Bồ Tát đạo an trú trong đạo ấy, thường phát đại trang nghiêm. Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề nên dạy rằng: Này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật là Bồ Tát đạo, 37 phẩm trợ đạo là Bồ Tát đạo, 8 bối xả, 9 thứ đệ định là Bồ Tát đạo, 10 Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp là Bồ Tát đạo, tất cả các pháp là Bồ Tát đạo. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có pháp gì mà Bồ Tát chẳng học mà được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có pháp gì mà Bồ Tát chẳng học. Vì sao? Vì nếu chẳng học hết thảy pháp thì chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là không thì vì sao nói Bồ Tát học hết thảy pháp? Như vậy là ở nơi chẳng có hí luận mà Thế Tôn làm ra có hí luận chăng? Mà phân biệt nói đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp phàm phu, đây là pháp a la hán, đây là pháp bích chi Phật, dẫn đến đây là pháp Phật chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp thật là không. Nếu hết thảy pháp chẳng phải là không thì Bồ Tát chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như chỗ ông nói, nếu hết thảy pháp đều là không thì vì sao Phật ở nơi chẳng có hí luận lại làm ra có hí luận, phân biệt đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, dẫn đến đây là pháp Phật. Này Tu Bồ Đề, nếu ở thế gian chúng sanh biết hết thảy pháp là không thì Bồ Tát chẳng phải học hết thảy pháp để được nhất thiết chủng trí. Này vì chúng sanh thật chẳng biết hết thảy pháp là không nên Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề rồi lại phải phân biệt các pháp để giảng nói cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đạo là như vậy. Từ trước đến nay, Bồ Tát phải tư duy rằng hết thảy pháp đều là bất khả đắc, đều chẳng có định tánh, chỉ do các duyên hòa hợp mà có, nên chỉ là danh tự. Bồ Tát tự nghĩ rằng ta phải tư duy các pháp đều chẳng có thật tánh, đều chẳng có chỗ chấp trước, vô sở trước, dù đó là sáu pháp ba la mật, là 37 phẩm trợ đạo, là quả thanh văn, là đạo bích chi Phật, dẫn đến là vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không, mà không thì chẳng có chấp không, trong không thì không cũng là bất khả đắc, vốn nữa là trong không mà có chỗ chấp trước. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tư duy như vậy nên chẳng còn chấp trước hết thảy pháp, mà học hết thảy pháp. Bồ Tát an trú trong chỗ học đó, quán tâm hành của chúng sanh, biết rõ chỗ hành của tâm chúng sanh, biết rõ chỗ hành của tâm chúng sanh là hư dối chẳng thật. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Bà La Mật, dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, nói với họ rằng: Các người hành bồ thí sẽ được giàu có, được nhiều của cải, nhưng các người chớ nên chấp quả bồ thí. Vì sao? Vì các pháp đã là không thì quả bố thí cũng chẳng thật, chẳng có kiên cố. Hành trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ cũng là như vậy. Chúng sanh hành các pháp như vậy sẽ được các quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Nhưng trở nên chấp trước các pháp ấy, giáo hòa chúng sanh như vậy là hành Bồ Tát đạo. Vì sao? Vì các pháp chẳng có chỗ chấp trước, là tánh không vậy. Này Tu Bồ Đề, khi hành Bồ Tát đạo như vậy, Bồ Tát chẳng có chỗ an trú. Bồ Tát dùng vô trú pháp hành bố thí ba la mật mà chẳng an trú trong pháp ấy. Hành trì giới ba la mật dẫn đến hành Bát Nhã ba la mật, hành bốn thiền, hành bốn vô lượng tâm, hành bốn vô sắc định, hành tám bối xả, hành chín thứ đệ định, vân vân, cũng chẳng an trú trong các pháp ấy. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không, dẫn đến được các quả thanh văn, được bích chi Phật đạo, được Phật đạo, Bồ Tát cũng chẳng an trú trong đó. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng an trú trong các pháp? Phật dạy: Do hai nhân duyên khiến chẳng an trú trong các pháp, đó là các đạo quả là tánh không, chẳng có chỗ trú, chẳng có chỗ dụ pháp, cũng chẳng có người trú, chẳng lấy sự việc nhỏ làm đủ. Bồ Tát tự nghĩ rằng: Ta trở nên an trú trong bốn quả thanh văn bích chi Phật đạo, dẫn đến chẳng nên an trú trong vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì từ sơ phát tâm cho đến nay, ta chỉ nhất tâm hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng có xem các tâm khác vào vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều bất sanh thì làm sao Bồ Tát lại hay sanh Bồ Đề đạo? Phật dạy:
Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều chẳng sanh vô sanh. Vì chẳng sanh vô sanh nên chẳng tác vô tác. Vì chẳng tác vô tác nên chẳng khởi vô khởi. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp bất sanh. Này Tu Bồ Đề bạch Phật, có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp vẫn thường trú chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, dù có Phật hay dù chẳng có Phật thì các pháp vẫn thường trú. Bởi vì chúng sanh chẳng biết gì về pháp trú, pháp tướng, nên vì chúng sanh mà Bồ Tát phải sanh Bồ Đề Đạo nhằm cứu tác chúng sanh ra khỏi sanh tử. Này Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, dùng sanh đạo mà được Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, dùng bất sanh đạo mà được Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, dùng bất sanh phi bất sanh đạo mà được Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy phải thế nào mới được Bồ Đề? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng phải dùng đạo mà được Bồ Đề, cũng chẳng phải dùng phi đạo mà được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề, thì Bồ Tát khi trở thành Phật cũng được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao Phật được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Phật chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, theo như chỗ ông hỏi thì lẽ ra Bồ Tát cũng được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào tu đầy đủ 6 pháp ba la mật, đầy đủ 37 phẩm trợ đạo, đầy đủ 10 Phật lực, đầy đủ 4 vô sở úy, đầy đủ 4 vô ngại trí, đầy đủ 18 bất cộng pháp, dẫn đến đầy đủ an trú kim cang tam muội, dùng nhất niệm tương ưng huệ là được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ được gọi là Phật, được tự tại ở nơi hết thảy pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đến nay tự trừ các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý, cũng giúp người khác thanh tịnh được các thô nghiệp nơi thân khẩu và ý của họ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì là thô nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý của Bồ Tát? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, những nghiệp bất thiện như sát sanh, như tà kiến vân vân là thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, san tham phá giới, sân nhuế, giải đãi, tán loạn, ngu si, vân vân đều là thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của Bồ Tát. Giới bất tịnh cũng là thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, xa lìa bốn niệm xứ là thô nghiệp của Bồ Tát, xa lìa bốn trái cần dẫn đến xa lìa tám thánh đạo cũng là thô nghiệp của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, tham chấp quả A-la-hán, tham chấp bích chi Phật đạo dẫn đến tham chấp Phật đạo cũng là thô nghiệp của Bồ Tát. Luận, các câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề nêu lên về pháp không đã được Phật giải đáp đầy đủ. Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ thể tịch diệt là chẳng có hí luận, nên Ngài chẳng còn hỏi thêm gì nữa, mà chỉ niệm rằng trừ Đại Bồ Tát và trừ Thiên do đã thâm nhập vào thấp thiền định, nên chẳng ưa nói nhiều, chỉ mong cầu được pháp lợi mà thôi. Hỏi, vì sao Ngài Tu Bồ Đề chỉ tâm niệm, chẳng có dùng ngôn thuyết, mà Phật lại dùng ngôn thuyết để đáp lại? Đáp, trước đây đã nói rằng, người nhìn thân Phật mãi cũng chẳng có nhàm chán, nay người nghe Phật nói cũng chẳng nhàm chán vậy. Dù Phật dùng ngôn thuyết nói ra, nhưng vẫn chẳng làm gì ngăn ngại trừ Bồ Tát và chư Thiên thâm nhập vào các vi tế thiền định cả. Bởi vậy nên Phật đã dùng ngôn thuyết để đáp lại Ngài Tu Bồ Đề. Phật đã an lập nơi Bồ Đề tịch diệt, chẳng còn phân biệt các pháp là thiện hay là ác, nhưng vẫn tùy theo chú niệm của chúng sanh mà phương tiện dùng ngôn thuyết để đáp lại nhằm giải nghi cho họ. Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng sáu pháp ba la mật nghĩa lý quá thâm sâu chẳng bờ mé. Khi mà sáu pháp ba la mật là thật pháp trang nghiêm thành tịnh, thì Bồ Tát làm sao có thể hành Bồ Tát đạo? Phật biết rõ tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề vì tự lợi ích mà vì lợi ích cho chư Bồ Tát nhiều hơn, nên đã đáp lại rằng sáu pháp ba la mật là Bồ Tát đạo, 37 phẩm trợ đạo, 8 bối xả, 9 thứ đệ định là Bồ Tát đạo, 10 Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp là Bồ Tát đạo, tất cả các pháp đều là Bồ Tát đạo cả.
Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà học 6 pháp ba la mật để làm lợi ích cho chúng sanh, học 37 phẩm trợ đạo để cầu niết bàn, rồi lại học 18 pháp không, khiến ở ngay nơi niết bàn mà có thể vượt qua khỏi thanh văn địa và bích chi phạt địa vào thẳng Bồ Tát vị. Các vị pháp tánh sanh thần Bồ Tát hành đầy đủ cả ba thừa đạo. Vì sao? Vì các ngài phải phân biệt các pháp để phương tiện giáo hóa chúng sanh. Đối với các ngài thì tất cả các pháp đều là Bồ Tát đạo. Khi thật hành các pháp, các ngài chẳng phân biệt tốt xấu hơn thua, vì các ngài đã an lập các pháp ở trong tướng bình đẳng rồi vậy. Nơi đây Phật tự nói nhân duyên Bồ Tát phải học hết thảy pháp. Nếu chẳng học như vậy thì chẳng được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát phải học tất cả các pháp, phải dùng tất cả các môn, lại phải tư duy chủ lượng, tu quán, huế thông đạt được tất cả các pháp vô ngại vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều là nhất tướng vô tướng, thì vì sao Bồ Tát phải học hết thảy pháp? Như vậy là ở nơi chẳng có hí luận lại làm ra có hí luận. Do hí luận mới có phân biệt là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là pháp hữu lậu, là pháp vô lậu, vân vân. Do hí luận mới có ba thừa giáo vậy. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Hết thảy pháp đều là nhất tướng, vô tướng. Vì chẳng có tướng nên là chẳng có sanh diệt, là chẳng có cấu tịnh, chẳng tăng giảm. Bởi vậy, nên là chẳng có bốn thánh đế dẫn đến chẳng có Phật pháp tăng. Như vậy là ba ngôi tam bảo cùng với hết thảy pháp đều bình đẳng. Các pháp thật sự là không, dẫn đến tướng không đó cũng là không. Do ngu si điền đảo, chúng sanh chấp có các pháp vậy thôi. Bồ Tát khởi tâm đại bi, muốn dẫn dắt chúng sanh ra khỏi các chấp điền đảo. Bồ Tát dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến họ sanh tâm tín thọ mà bỏ tâm chấp điền đảo vào nơi thật tướng của các pháp. Tuy biết rõ các pháp đều là không, nhưng vì lợi ích chúng sanh mà Bồ Tát vẫn phải phân biệt nói ra các pháp để chúng sanh tự tu tập, lần lần vào được pháp không. Bồ Tát chủ hữu trong pháp tướng không, chẳng cần phải phân biệt các pháp làm gì nữa. Nhưng khi hành Bồ Tát đạo vẫn phải tư duy rằng hết thảy pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, mà các nhân duyên đó cũng lại do nhân duyên khác hòa hợp khởi ra, nên tất cả đều là rốt ráo không. Nơi rốt ráo không thì chỉ là nhất tướng, là thật tướng vậy. Từ vô thỉ cho đến này, chúng sanh do chấp ngã mà phải đọa vào trong các nẻo đường sanh tử, thọ nhận bao nhiêu khổ đau. Bồ Tát lại tự nghĩ rằng chư Phật mười phương ba đời là cha ta, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ ta. Từ này ta chẳng nên rong ruổi theo các pháp hư vọng. Bồ Tát nghĩ như vậy rồi nên rốt ráo không còn chẳng chấp hơn nữa là chấp các pháp. Bồ Tát dùng trí huệ chiếu mình Bồ Tát đạo nên được tâm an ổn, tự biết rằng một khi đã đoạn được tâm chấp rồi thì đạo tự nhiên đến. Được như vậy rồi, Bồ Tát lại nghĩ đến chúng sanh chỉ vì chấp đắm thế gian mà chẳng tín thọ các pháp là rốt ráo không, là chẳng có tự tánh, là chẳng có chú xứ vậy. Bồ Tát muốn chúng sanh tín thọ nên tự mình thọ hết thảy pháp và tu hành hết thảy pháp để phương tiện độ chúng sanh. Bồ Tát niệm chúng sanh tâm, biết chúng sanh đang niệm pháp gì, đang muốn làm việc gì và biết rõ chỗ chấp đắm của chúng sanh đều là chẳng có căn bản thật sự. Vì sao? Vì chỗ chấp đắm của chúng sanh đều là hư dối, chẳng thật có vậy. Ví như có đứa nhỏ vui chơi ở chỗ bất tịnh, lấy cỏ rác dơ bẩn làm đồ chơi, như làm nhà cửa, làm các thú vật vân vân. Đang lúc say mê chấp đắm, nếu có ai đến quấy phá thì nó liền tức giận khóc lóc. Nếu có cha mẹ hay người lớn tuổi cho biết rõ về sự bất tịnh đó thì nó sẽ dễ dàng xa lìa chỗ đó, tìm chỗ khác để chơi. Trẻ nhỏ chấp đắm còn dễ xả, còn người già chấp đắm thì rất khó xả. Cũng như vậy, năm dục là bất tịnh, là vô thường. Chúng sanh chẳng biết như vậy nên mãi rong ruổi theo năm dục, khiến phải bị chìm đắm mãi trong biển khổ sanh tử. Bồ Tát dạy chúng sanh tu năm căn năm lực, khiến họ xa lìa được chỗ chấp, được ly dục. Thế nhưng đối với những người mà tâm chấp đắm dục lạc quá sâu dày thì cũng rất khó làm cho họ xả được tâm chấp đó vậy. Nếu tu được khỏe nhãn thanh tịnh vô lậu, biết tàm quý thì mới có thể xa lìa hẳn chỗ chấp đó. Ví như người bị bệnh cuồng điên làm việc phi pháp mà chẳng hay biết gì, đến khi tỉnh ngộ mới biết xấu hổ về việc làm sai trái của mình vậy. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, nói với họ rằng các người nên hành bố thí sẽ được giàu có nhiều của cải. Thế nhưng các người chớ nên chấp quả báo bố thí mà sanh kiêu mạn,
vì quả báo bố thí là không, chẳng có bền chắc cũng bị phá hoại. Khi hành bố thí và khi chưa hành bố thí chẳng có gì sai khác. Tuy rằng bố thí thanh tịnh có lợi ích lớn, nhưng pháp thanh tịnh đó cũng do các nhân duyên hòa hợp sanh, nên cũng chẳng có tự tánh. Nếu chắc quả báo bố thí thì các người cũng sẽ phiền não khổ đau. Bồ Tát dạy chúng sanh hành Bồ Tát đạo, tự mình chẳng chấp đắm đạo quả, cũng dạy chúng sanh chẳng chấp đắm đạo quả. Ví như khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, chẳng thấy có tài vật thí, dẫn đến Bồ Tát cũng chẳng chấp quả báo bố thí. Vì sao? Vì nếu chấp quả báo bố thí thì sẽ sanh tâm tự cao, thành ra có tội lỗi vậy. Khi quả báo đó đã hoại diệt rồi thì cũng sẽ sanh phiền não. Tu năm ba la mật kia dẫn đến tu vô thượng bồ đề cũng là như vậy. Nơi đây Phật tự nói các nhân duyên trở nên chủ trong các pháp. Bồ Tát đã thâm nhập vào pháp không, nên biết rõ đạo quả là tánh không, chẳng có chỗ trú, chẳng có chỗ dụng pháp, cũng chẳng có người trú. Bồ Tát chẳng cho việc làm có lợi ích nhỏ là đầy đủ. Bồ Tát còn muốn tiến lên nữa, nhất tâm hướng về vô thượng bồ đề. Ngài tu bồ đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều là bất sanh, thì làm sao Bồ Tát lại hay sanh Bồ Đề Đạo? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy, hết thảy Phật Pháp đều chẳng sanh. Tại thật đã nhiều lần nói về các Pháp vô sanh, nhưng chẳng phải vì phàm phu mà nói. Ta chỉ vì những người đã được Bồ Tát giải thoát mà nói. Ta nói với họ chớ nên khỏi các thù nghiệp ở thân khẩu và ý. Ngài tu Bồ Đề hỏi, có Phật hay chẳng có Phật thì các Pháp vẫn thường trú chăng? Thánh Pháp là tự tướng không, vậy phàm phu Pháp cũng là như vậy chăng? Phật dạy, thật tướng các Pháp là thường trú, vì chúng sanh chẳng biết chẳng giải, nên phải sanh Bồ Đề Đạo. Chỉ có phàm phu điên đạo mới chấp có đạo, nếu quyết định chấp có đạo, tức là điên đạo vậy. Vì sao? Vì đạo và phi đạo bình đẳng, thì đó tức là đạo, chớ nên nạn hỏi làm gì nữa. Ngài tu Bồ Đề hỏi, có thể dùng sanh đạo mà được bồ đề chăng? Phật dạy chẳng được vậy. Vì sao? Vì người sanh đạo là người quán pháp hữu vi có tướng sanh diệt mà cho là thật. Pháp bất sanh là pháp vô vi vô tác. Bởi vậy nên chẳng thể nói đắc bồ đề, vì sanh và bất sanh đều có lỗi cả. Ngài tu bồ đề hỏi, dùng bất sanh vì bất sanh đạo mà được bồ đề chăng? Phật dạy chẳng được vậy. Ngài tu Bồ Đề hỏi, như vậy phải thế nào mới được Bồ Đề? Phật dạy, nếu còn phân biệt bất sanh và phi bất sanh, là còn phân biệt tốt xấu, còn chấp tướng vậy. Nghĩ tốt cũng sanh chấp tướng, nghĩ xấu cũng sanh chấp tướng, nên cả hai đều có lỗi cả. Chẳng chấp mới thật là Bồ Đề đạo, chẳng dùng đạo cũng chẳng dùng phi đạo mới được Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Đề tức đạo, đạo tức Bồ Đề cũng gọi là thật tướng các pháp. Các Đức Phật đã vào nơi thật tướng Pháp là rốt ráo chẳng có biến đổi. Vì khi hết thảy Pháp đã vào trong Bồ Đề rồi, thì đều là tướng tịch diệt vậy. Vì như nước từ nhiều dòng sông khác nhau, khi đã chảy vào biển cả rồi, thì đều thành một vị chẳng có sai khác. Phật tánh cùng Bồ Đề tánh là nhất tánh. Nếu Bồ Đề và Đạo có tánh khác nhau thì chẳng gọi là Bồ Đề. Bồ Đề là tướng tịch diệt, chẳng có hí luận. Nên nói Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Nếu hai pháp ấy mà khác nhau, thì những người hành đạo cũng thể đến được Bồ Đề. Vì sao? Vì nhân và quả là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác vậy. Ngài tu Bồ Đề hỏi, như vậy Bồ Tát hành đạo phải là Phật chăng? Vì sao? Vì Bồ Đề tức là đạo, thì Phật cũng tức là Bồ Tát vậy. Giữa Phật và Bồ Tát có sai khác. Phật có đầy đủ công đức, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bồ Tát chẳng được như vậy. Thế nhưng ngài tu Bồ Đề vì hàng tân học Bồ Tát cần phải phân biệt rõ, nên mới nạn hỏi Phật như vậy. Phật lại hỏi ngài tu Bồ Đề rằng Phật có được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài tu Bồ Đề đáp chẳng được vậy. Vì sao? Vì Bồ Đề chẳng ly Phật, Phật chẳng ly Bồ Đề, hai pháp ấy hòa hợp với nhau, nên gọi là Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật. Hỏi: Phật là người, Bồ Đề là Pháp, như vậy vì sao nói Phật tức là Bồ Đề? Đáp: trước đây đã nói rằng người đầy đủ 32 tướng tốt trang nghiêm thân, đầy đủ 6 pháp ba la mật trang nghiêm tâm, chưa có thể gọi là Phật. Phải được Bồ Đề mới gọi là Phật. Vì sao? Vì Phật và Bồ Đề chẳng có sai khác. Do năm ấm vi diệu thanh tịnh hòa hợp mà giả sách là Phật. Pháp cũng là năm ấm hòa hợp mà năm ấm chẳng ly giả sách Bồ Đề.
Bồ đề tức là thật tướng của năm ấm, vì hết thảy pháp ở nơi thật tướng đều vào trong bồ đề vậy. Bởi vậy nên nói Phật tức là bồ đề, bồ đề tức là Phật. Chỉ có phàm phu ngu muội mới phân biệt Phật và bồ đề là hai pháp khác nhau vậy thôi. Hỏi: trước đây nói bồ đề cùng đạo là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Nay vì sao kinh lại nói đạo tức là bồ đề tức là đạo, rồi lại nói Phật tức là bồ đề tức là Phật? Đáp: dù nói một dù nói khác cũng đều chẳng phải thật. Phần nhiều thường dùng một để nói đạo tức bồ đề, nói bồ đề tức đạo, nói Phật tức bồ đề, nói bồ đề tức Phật đều chẳng có lỗi lầm. Ví như thường và vô thường là hai bên đối đãi nhau. Thường phần nhiều hay dẫn sanh phiền não nên ít được dùng. Vô thường hay phá được phiền não nên được dùng nhiều hơn. Thế nhưng chấp thường và chấp vô thường đều là lầm lỗi. Khi đã dùng vô thường để phá chấp thường thì phải xả luôn cả vô thường. Trên đây cũng là như vậy. Nếu quán các pháp khác nhau thì phần nhiều sanh tầm chấp. Trái lại, nếu quán các pháp là nhất tướng, như quán các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã, thì ít khởi phiền não, nên ít sanh tầm chấp vậy. Bởi vậy nên phần nhiều dùng một, thế nhưng khi đã vào được nơi thật tướng nghĩa thì một cũng chẳng còn dùng nữa. Vì nếu còn chấp một thì cũng là lầm lỗi vậy. Nói một, nói hai, nói khác, vân vân, đều là nói lên những tướng đối đãi. Phải chẳng khởi chấp tâm, chẳng thủ tướng mới là chẳng lầm lỗi. Nói nhất tướng cũng chẳng thật, nên Bồ Tát phải chẳng đắc hết thảy pháp tướng mới là Phật vậy. Nơi đây Phật nói lên nhân duyên Bồ Đề, tuy là tướng tịch diệt nhưng Bồ Tát phải đầy đủ các công đức, phải trú trong kim cang tam muội ở trong nhất niệm tương ưng huệ mới được vô thượng Bồ Đề. Đến khi được tự tại vô ngã nơi hết thảy pháp thì sẽ được gọi là Phật. Bồ Tát tuy biết đạo và Bồ Đề chẳng khác, nhưng vì chưa đầy đủ công đức nên chưa được gọi là Phật. Phật xuất giáo được đầy đủ các công đức, các hạnh nguyện nên chẳng còn được gọi là Bồ Tát mà được gọi là Phật. Ở trong đạo Bồ Đề mà còn cầu Bồ Đề thì vẫn còn gọi là Bồ Tát. Ngài tu Bồ Đề nghe Phật nói về Bồ Đề, về đạo, về thành tựu chúng sanh nên lại hỏi Phật: thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ? Vì sao chư vị A-la-hán, Bích Chi Phật chẳng làm được việc tịnh Phật quốc độ? Hỏi: thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ? Đáp: một Phật độ gồm trăm ước mặt trăng mặt trời, trăm ước núi tu di, trăm ước cõi trời, gồm cả 3.000 đại thiên thế giới, cũng có thể nói 3.000 đại thế giới thành một Phật độ. Ở trong Phật độ, Phật thường làm các Phật sự, thường hành bố thí, ngày đêm 6 thời thường dùng Phật nhãn quán chúng sanh khắp trong 10 phương. Phật biết rõ chúng sanh nào đã gieo trồng thiện căn thuần thục thì dùng thần lực để hóa độ họ. Phật lại dùng thần lực đến các chỗ tùy theo căn cơ của chúng sanh để giáo hóa họ, khiến ở nơi ngoại duyên họ được tùy ý, chẳng còn sanh phiền não nữa. Nếu chúng sanh nào gặp các nhân duyên bất tịnh vô thường thì họ chẳng còn sanh lòng tham dục phiền não. Nếu chúng sanh nào gặp các nhân duyên không vô sở hữu thì họ chẳng còn sanh si mê phiền não. Nếu chúng sanh nào được tâm vô ngã rồi thì họ chẳng còn sanh lòng san tham sân hận, vân vân. Bởi vậy nên muốn cho chúng sanh dễ được độ, Bồ Tát thường trang nghiêm quốc độ của mình chẳng thiếu thứ gì cả. Ở nhiều quốc độ, các cây thường vang lên tiếng pháp thật tướng thuyết về vô sanh vô diệt, vô khởi Bồ Tát. Chúng sanh ở các nước ấy chỉ nghe diệu âm, chẳng nghe các tạp âm khác. Ở nơi đây chúng sanh được căn tánh thông lợi nên rất dễ vào được nơi thật tướng pháp. Tịnh Phật quốc độ có nghĩa là trang nghiêm cõi Phật, như trong kinh Di Đà và nhiều kinh khác đã có giải rõ về cảnh giới tịnh độ. Phật dạy, từ sơ phát tâm, Bồ Tát vẫn thường tự tịnh các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý, cũng dạy người khác tịnh các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của họ. Hỏi, vì sao nói Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, thường an trú trong các thần thông rồi sau đó mới tịnh Phật quốc độ? Đáp, thành tịnh các nghiệp ở nơi thân khẩu và ý chưa phải là tịnh Phật quốc độ. Hết thảy các Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đều phải thanh tịnh 3 nghiệp ấy. Có tịnh được 3 nghiệp thân khẩu và ý thì sau đó mới tịnh được Phật quốc độ. Đây có nghĩa là phải tịnh tự thân mình và cũng tịnh người khác. Vì sao? Vì chẳng phải chỉ một người thanh tịnh sanh về cõi tịnh độ mà thôi, mà còn phải có nhiều người đồng làm các nhân duyên thanh tịnh. Ở nội pháp cũng như ở ngoại pháp mới diệt trừ được các nhân duyên bất thiện. Vì sao? Vì nếu có nhiều lời nói ác thì ở cõi nước ấy sẽ sanh ra nhiều gai góc. Nếu có nhiều tâm xiểm định
thì ở cõi nước ấy mặt đất sẽ gồ ghề chẳng có bằng phẳng. Nếu có nhiều tầm sàn thảm thì sông ngòi thường khô cạn, đất thường rất nhiều sạn sỏi. Trái lại, nếu chúng sanh chẳng hề làm việc khác thì ở cõi nước ấy mặt đất sẽ bằng phẳng, đất thường sanh các chân bảo. Như trong kinh có nói rằng, đến thời Đức Phật Di Lặc ra đời, tất cả mọi người đều tu mười thiện đạo, nên cõi nước của Ngài đất sanh ra nhiều chân bảo. Hỏi, nếu bố thí và làm các thiện pháp khác là tịnh Phật quốc độ, thì vì sao chỉ nói đến việc tịnh ba nghiệp ở nơi thân khẩu ý mà thôi? Đáp, phải nên biết rằng các pháp ác pháp thiện đều là nhân duyên khổ lạc, và khi đã đường đạo rồi, thì trong hết thảy các tâm và tâm sở, trí huệ là thủ thắng hơn hết. Có như tâm trong định mới làm nên đại nghiệp, thế nhưng tư duy vẫn là dẫn đạo, vì có hơi tư nghiệp mới khởi ra các nghiệp ở thân khẩu và ý. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục thiền định đều do tư duy dẫn đầu, ví như may áo phải dùng kim để hướng dẫn sợi chỉ, chúng sanh do nghiệp lực dẫn dắt mà phải thọ các quả báo ở đời sau. Bởi vậy nên nói ba nghiệp thân khẩu và ý nhiếp hết thảy các nghiệp, lại nói ý nghiệp tận nhiếp hết thảy các thân khẩu và ý nghiệp, nhiếp hết thảy các sắc pháp vào thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu trong ba cõi có ba nghiệp phước đức đầy đủ, thì quốc độ là y báo cũng sẽ được thanh tịnh, nội pháp là chánh báo tịnh và ngoại pháp là y báo cũng tịnh. Ví như mặt sạch thì soi vào gương cũng thấy sạch vậy. Như trong kinh Duy Ma Cật có nói, do chẳng có sát sanh mà được trường thọ. Hỏi, các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý rất dễ biết, như vậy vì sao ngài tu Bồ Đề còn phải hỏi? Đáp, đối với người cầu đạo thì thô và tế chẳng có định vậy. Ví như đối với người bạch y cư sĩ thì bố thí là thổ thiện, còn đối với hàng tiểu thừa thì bố thí là tế thiện. Lại ví như ý bất thiện là thô, ý thiện là tế. Và trong pháp đại thừa thì chất tướng thiện dẫn đến chất tướng niết bàn cũng gọi là thô. Bởi vậy nên đối với người tu hành thì thô và tế chẳng có định vậy. Hỏi, Phật Thứ Lớp nói về các tướng nghiệp từ thô đến tế, vì sao ở đoạn kinh trên đây Phật đặc biệt nói về các thô nghiệp của Bồ Tát? Đáp, tất cả các nghiệp ở thân khẩu và ý gồm 3 ở thân, 4 ở khẩu và 3 ở ý đều là thô nghiệp. Ví như sát sanh, tà kiến, dâm dục v.v. đều là các tướng nghiệp thô. Đối với hàng Bồ Tát chỉ hành 6 pháp ba la mật mà còn giấy tầm sàn tham cũng gọi là thô nghiệp. Hỏi, 10 bất thiện nghiệp đạo đã có nhiếp sàn tham rồi, nay vì sao còn nói riêng về sàn tham nữa? Đáp, 6 bà la mật chẳng vào trong 10 bất thiện nghiệp đạo. Vì sao? Vì 10 bất thiện nghiệp đạo làm não loạn chúng sanh, mà 6 pháp ba la mật chẳng có làm não loạn chúng sanh. Thế nhưng khi hành 6 pháp ba la mật mà Bồ Tát còn tiếc của cải, còn tiếc thân mạng, thì mặc dù chẳng có gây phiền não cho chúng sanh cũng vẫn gọi là thô nghiệp của Bồ Tát. Đấy vẫn là hiện tướng của tâm sân tham. Tâm tham thể hiện ở 2 mức độ khinh trọng, nhẹ nặng khác nhau. Nhẹ như có giấy lòng tham của người khác mà chẳng làm não hại người. Nặng như khi lòng tham quá mạnh mà chẳng được thỏa mãn, dẫn đến các hành động tội lỗi, cướp của giết người, v.v. Lúc bấy giờ mới gọi là bất thiện nghiệp đạo. Tâm sân cũng là như vậy. Mới giấy lòng sân thì chưa gọi là nghiệp đạo. Khi tâm sân quá mạnh dẫn đến tạo ác nghiệp thì mới gọi là nghiệp đạo. Hỏi, thế nào gọi là giới bất tịnh? Đáp, sát sanh, phá giới v.v. là thô tội, còn giới bất tịnh là tế tội. Ví như uống rượu mà chưa làm phiền nhiễu chúng sanh thì chưa vào trong 10 bất thiện nghiệp đạo. Ví như thường bị ba độc che tâm, chẳng muốn niệm tịnh giới, chỉ muốn cầu thiện phước báo, là chỉ giới với tâm tà vậy, chưa vào trong 10 bất thiện nghiệp đạo. Các trường hợp như vậy gọi là giới bất tịnh. Nếu hành Bồ Tát đạo mà xa lìa 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, xa lìa 3 giải pháp môn v.v. thì gọi là thô nghiệp của Bồ Tát. Vì sao? Vì khi hành các pháp môn đó thì thâm tâm quán thật pháp, tùy theo niết bàn, chẳng tùy theo thế gian. Nhưng khi ra khỏi các pháp môn đó thì tâm lại rối loạn, chẳng được an định. Ví như bản tánh của rắn là bỏ quanh co, khi rắn chui vào ống tre thì bỏ thẳng theo ống tre, nhưng ra khỏi ống tre thì lại trở lại bỏ quanh co như cũ vậy. Lại nữa, khi hành Bồ Tát đạo mà tham chứng 4 quả thành văn cũng là thô nghiệp của Bồ Tát. Vì sao? Vì nếu nghe Phật nói người được quả tu đạo hoàn sẽ chẳng còn bị đọa vào ba đường ác, sẽ được thoát khổ, mà Bồ Tát sanh tâm chấp đắm thì sẽ bị lạc vào thanh văn địa, sẽ chẳng đến được vô thượng Bồ Đề vậy.
Ví như người phải đi 50 dặm đường mới lấy được nước, nhưng nếu ở dọc đường mà thấy có những giọt sương đọng trên lá cây thì người ấy cũng có thể khởi tâm tham, bèn muốn nghỉ chân để tận hưởng. Vì sao? Vì người ấy chẳng giữ được tâm kiên cố vậy. Bồ Tát chỉ vì chúng sanh mà phát tâm làm Phật, này chỉ vì lợi ích riêng mà thủ chứng quả thành văn, thế như vậy là dối Phật, là phụ chúng sanh. Đây cũng là thô nghiệp của Bồ Tát vậy. Ví như người chủ nhà mời khách về nhà mình để thiết đãi mà chẳng muốn tốn kém, chỉ muốn dọn qua loa vài món ăn mà thôi, thì như vậy là vụ phụ lòng khách. Cũng như vậy, vì muốn độ hết thảy chúng sanh mà cầu được làm Phật, nếu nay tham chấp đạo thành văn và đạo bích chi Phật, là mặc nhiên bỏ mất đại thệ nguyện độ chúng sanh của mình rồi vậy. Hết quyển 92.